Lắm rồi, nhưng mà cái xe kia nó chạy 4 giờ chiều. Anh cứ không rơi ra được đâu, em vác quăng quật thoải mái mà. Đấy, anh cứ quăng quật thoải mái không vấn đề gì cả. Mấy giờ xe anh chạy? 9 giờ hơn. 9 giờ hơn à? Alo. Đây, xe này xe Vinh các bạn ạ. Tôi đang gửi hàng đi Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đó, mình nhờ xe này họ thu hộ tiền. Anh thu giúp tiền cho em ở đấy, xong bắt đầu là anh trừ tiền cước đi, xong rồi anh chuyển khoản cho em giúp em nhé. Cho em xin cam visit của anh. Tôi lấy được tên ghế thổ điện thoại của tôi này đấy. Anh đặt em từ từ đó. Tôi lấy được tên